Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Daniel Jean Richard. Đây là một thương hiệu con của thương hiệu GP, hay còn gọi là Girard Perregaux đấy ạ. Chiếc này của chúng ta thì sẽ sử dụng một cái lồng tourbillon rất là ấn tượng nằm tại góc 6 giờ. Nơi này chúng ta sẽ có một cái giá đỡ bằng vàng 18K cùng với cái kim dây được thiết kế dạng kim nung. Ngắm nhìn cái cỗ máy, cái lồng tourbillon này xoay rất là thích thú anh em ạ. Nếu anh em nào yêu thích cỗ máy cơ khí thì đây là một trong những cơ cấu rất là phức tạp của đồng hồ, cùng với cả Moon Phase hay là những tính năng điểm chuông, thì tourbillon được đánh giá là một trong những cơ cấu cực kỳ phức tạp về chế tạo đồng hồ. Chúng ta sẽ có một chiếc với thân vỏ vàng khối 18K AU750 và đây là vàng hồng nguyên khối anh em nhé. Chiếc này của chúng ta thì sẽ mang một cái mã reference tên quốc tế là Daniel Jean Richard Grand TV Screen Tourbillon 96016. Với phần ngang thì sẽ là 39 và chiều dọc của chúng ta thì sẽ là 41mm, tương đương với size 40mm và tròn. Trên tay rất là dễ chơi với anh em, cổ tay từ 15,5 đến 16,5 trở lên đeo rất là đẹp. Mặt đây của chúng ta là thiết kế một cái mặt màu trắng trải tia và đây là những cái vân tia dạng gợn, dạng nổi rất là đẹp. Và bộ kim cọc của chúng ta thì đều thiết kế bằng vàng 18K rồi. Và bên trong lồng tourbillon của chúng ta cũng đều được đan xen với cả chi tiết bằng thép và bằng vàng, tạo lên những cái màu sắc rất là quyến rũ. Mặt kính sapphire nguyên khối. Đó. Phần thân chiếc này thì toàn bộ được hoàn thiện phay bóng rồi. Ở cái sản phẩm của chúng ta thì Daniel Jean Richard sẽ không chịu khắc logo ở trên phần núm anh em nhé, mà để một cái núm trơn như thế này. Đó. Độ dày cũng khá là mỏng thôi, chỉ đâu đó 10mm. Lung càng rất là cân đối rồi. Đi kèm chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa đôi của Daniel Jean Richard. Và đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái hơi hướng giống một khóa đôi của GP. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có DJR, đó là viết tắt của Daniel Jean Richard. Và bộ khóa này cũng được thiết kế bằng vàng khối 18K với đầy đủ chuyện kim loại quý ở sau. Cân tiểu ly đầu trò Berna, chuyện 750 chuyện hãng. Cuối cùng là phần đáy của chiếc này được thiết kế một cái đáy kín và nó sẽ có đầy đủ thông số của sản phẩm đằng sau, như là tên thương hiệu cũng như là sử dụng cỗ máy tourbillon automatic. Mang cho mình cỗ máy Calibre là JA960 với 30 chân kính, tần số sử dụng là 21.600 mph, thời lượng chữ cót là 48 giờ. Ở đây chúng ta sẽ có cái mã reference này. Và ở các cái vị trí lung càng chúng ta cũng có đầy đủ các cái chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó và những cái chuyện của hãng nữa. Và chiếc này đang có giá retail tại store, tại hãng rất là cao là 95.000 đô, tương đương với 2,3 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì bên mình về một chiếc lướt độ mới còn thực sự rất là cao, nhưng anh em thì thấy vẫn còn cái siêu đáy anh em nhá. Đó. Chiếc này thì bên mình giao lưu với anh em chỉ 398 triệu, chưa tới 400 triệu là anh em đã sở hữu một cái thương hiệu lớn. Mang cho mình cỗ máy tourbillon và sử dụng thân vỏ vàng khối, một cái giá rất là dễ chịu. Hàng nó có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên thì với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu